Hai đứa này có việc gì đấy? Cái chị này chị cứ đi chẳng. Dạ. Tránh đường ha cô đi, chúng em cứ chắn đường cô đi nào được. Đây cô đi. Tại chị đấy. Đi lại mình tại. Đi được không? Em thích đi đường này. Không. À đấy, em đi đường này chứ chị lại chắn. À. Thôi chị quá đáng rồi nhá. Em đã nhường đường cho chị rồi mà chị còn không nhường đường cho em. Ai quá đáng? Chị nhường đường cho em không đi thôi. Chị quá đáng ấy. Đấy. À. Em đi. Mà hai đứa này hình như là chân nhau đường đi ấy nhỉ? Mày đâu kêu lắm thế nhỉ? Mày không biết mệt à? Mày ngủ chưa à? Không hết cả đầu. Mày chơi. Ngồi một mình trong này chán quá. Còn ngồi nghe cái kêu nữa. Thôi mình đi về đấy. Hôm nay trời mát mẻ và Thành chơi với Điểm. Đang phải chơi là thôi. Chị đi kiểu gì thế? Đi đường đi kiểu gì đấy? Sao chị va vào em, chị lại còn bảo em đi kiểu gì? Ai va vào ai? Đi va vào người ta lại còn nói. Chị va vào em chứ, còn ai va vào em nữa? Bé tí tuổi mà đánh đá xanh chuông. Mà đi gì mà không đi thẳng đi, còn đi ngược như thế. Chị không biết là em đang đi thể dục à? Thể dục á? Thể dục gì mà thể dục giữa trưa này? Này còn cầm gấu bông với kẹo nữa. Nhưng mà giờ này em rảnh thì em đi đấy. Mệt quá cơ. Thôi chị đi ra đi để em đi. Đường nhà em à mà bảo chị tránh ra. Nhưng mà em thích đi đường này đây. Em đang đi đường này mà. Chị cũng chả thích đi đường khác đây, chị thích đi đường này cơ. Em cũng thích đi đường này, chị thích đi đường không đi. Nhưng mà đường này đường của em chị đi. Đường này không đi đi. Nhưng mà em không thích đây. Chị cũng không thích. Chị em cũng không thích. Chị bảo chị đi ra đi đường của em đi. À sao chị cứ đi cùng đường thế? Ơ, đường người ta đi thì người ta đi. Nhưng mà em thích đi. Hai đứa này làm gì ở giữa đường này? Cái chị này chị cứ đi. Chẳng. Tránh đường ha cô đi, chúng em cứ chắn đường cô đi nào được. Đây cô đi ạ. Tại chị đấy. Tại mình tại. Đi đường đi không? Em thích đi đường này. Không. À đấy, em đi đường này chứ chị lại chắn. À. Thôi chị quá đáng rồi nhá. Em đã nhường đường cho chị rồi mà chị còn không nhường đường cho em. Ai quá đáng? Chị nhường đường cho em không đi thôi. Chị quá đáng ấy. Đấy. À. Em đi. Mà hai đứa này hình như là chân nhau đường đi ấy nhỉ? Còn đứng tranh nhau đường đi ạ? Chị này em này ạ? Mà đường thì rộng như này phải tranh nhau nữa. Đi về ngay, nắng nôi thì này. Ơ, cô quên gì mà bảo cháu đi về? Mà cô đi về lúc nào thì được? Chị cứ chắn đường của cháu từ lấy em giờ. Ai chắn? Chị em chắn đi. Nắng quá, bữa trưa này còn đứng ở đây. Mỗi đứa một đường đi về, đường thì rõ là rộng. Thôi chị đi ra đi. Bây giờ đường bên phải đây thì cháu cứ thế mà cháu đi. Gì mà phải tranh nhau cả em nó bé như thế. Em ấy bé nhưng mà đánh anh cô ạ. Mà chị đấy lớn thì cũng chẳng nhớ cháu gì cô ạ. Bây giờ cháu đi về đường này chứ gì? Vâng ạ. Cháu đứng dịch tới đây một tí. Còn cháu này đi về đường này thì. Vâng ạ. Đứng dịch tới đây một tí. Thôi có hai đứa cô cho pin pin này là đi về. Thôi đâu cô, cháu không ăn đâu ạ. Mẹ cháu bảo là không được nhận đầu của người lạ nữa đâu. Người thôi cháu lớn rồi, cháu không nhận đâu. Này, cái bé cầm lấy ăn đi. Thôi mẹ cháu bảo là không được lấy, người lạ sẽ cho thuốc độc vào. Mà cái gói bim bim này nguyên này, cô cho nào thuốc độc vào, cầm này đi ăn đi. Mà giữa trưa cô đi vào đây làm gì? Cô còn mang bao nhiêu bim bim thế này? À, xe của cô bị hỏng ấy mà. Cô rửa đằng kia mới gặp nhà cô ở đường này, cô đi tắt đường này cho gần. Thế là cháu cùng đường cô thì đi về này. Cùng cô. Đấy, mỗi thế thôi mà hai chị em cãi nhau. Thế không cô? Nhưng mà nghe gì đâu.